cậu. Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Yêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là à chắc là anh ý muốn tấm lòng ấy nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở nhà mình bị ăn. Bị ăn hả? Đúng rồi ạ. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Chào hai em. Sao anh chưa? Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍건 씨 안녕하세요. 꼭두원 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chul. Năm nay em 34 tuổi à? Trong In Chul. Trong In Chul. Vâng ạ. Trong In Chul. Trong In Chul. Thôi đi, không nói được thì thôi đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ở Hà Nội. Hai vợ chồng em đang ở Hà Nội. Thôi giờ tới em, mà em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chị ạ. Không phải. Em sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người, tên. Mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo. Thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick Trong Bình Minh, thì có nhắn tin với em. Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc, nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nháy như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Nghi đúng không? Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé. Trưa chúc em ăn ngon miệng nhé. Tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Em cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ. Hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích đấy. Và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này, xong rồi như này. Em không thích kiểu đấy, em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con méo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ gì? Cái lỗ cắm điện ấy, là hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream, em có là ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu, nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh. Vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho mình một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vợ của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin. Nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng đường mới, vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên. Gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó, đúng không? Lúc ban đầu thì em xem vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo. Mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tốt tính. Và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola.
Đó. Rồi rồi, sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Nhưng cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy. Nên là thích đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em. Thì lúc đấy tay mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong rồi mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối tối một tí, thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em là em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em. Hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích. Bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi. Sau đấy là về sau nó về nước đấy. Dọa em như thế, nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình. Và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy. Nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn. Rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ. Bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là thuê nhà thôi. Thuê nhà. Vâng. Rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu. Mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì. Em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến, nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở nhà mình bị ăn. Ăn hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn, nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì lòi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em là tật xấu rất nhiều à? Tính cách không ngàn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc thức giận thì ném đồ. Lúc tức giận là ném đồ hả? Nhưng không bao giờ ném là điện thoại của mình. Nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi à? Và mà lúc thức giận thì đánh chồng. Đánh chồng hả? Mà đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi à? Ôi, bị tắt 2 lần rồi. Đúng hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu à. Tắt. Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng lắm. Nhưng mà lúc sau thì cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tắt ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong rồi lại bình thường lại. Đánh trùng không à? Đánh trùng. Dữ lắm. Đáng sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng được không? Em chỉ là bị tát thôi à? Không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sư tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à? Giống như sư tử hà đông à? Rồi em sao? Rồi bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm ăn hết,
chén một mình một quả dưa hấu to tướng. Ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân. Xong rồi lại bảo là tại em đấy, nên anh mới bị tăng cân tại em. Con cờ xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em ngửi ở hai bên cổ này này. Bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy. Nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió, xem gió. Xem gió. Quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần. Nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà buổi trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, hai chân dạng hết ra. Xong rồi em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái. Thế thôi, mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu. Có hôm bảo là anh ơi, em đói quá, anh lấy mì cho em ăn được không? Thì lúc đấy lại ôm em, lại bảo không, nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được, anh không thể xa em được. Lúc cần ôm thì mình chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới, hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí, thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai ạ? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhân em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Lại bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá, nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là, nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, xong em cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, lắm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh? Vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè. Sẽ dịu dàng với em hơn nè. Không có nóng tính nữa nè. Em có muốn như vậy không? Vợ của em biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo. Con mèo dịu dàng. Và... vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Sau khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra, nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Và năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời mang hai dòng máu Việt Hàn. Cảm ơn anh chị ạ. Mỏi quá, 3-4 giờ sáng rồi, mệt quá rồi. Ngủ luôn. Mà ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi. Vợ em mới khiều nó, giờ em về. Em mới tức. Em tức tụi mình. Mày làm gì sao? Cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng như thế, sao không làm cái gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn. Thăng tới luôn. Sáng. Dạ. Rồi khi đưa em về á, thì em nghĩ trong lòng, anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn nha. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào
anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà ở đâu, vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở Chợ Lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Cái em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, đất này trai đẹp nhiều lắm. Trời cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á, mê trai á nghe là răng răng. Em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi đã tính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chit chat với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Hết. Dạ, nhưng mà em nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, là anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đón. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Im luôn chị. Im một phát, một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai. Chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể một cái lần up lúc, cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á, thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em á quá hay. Tại vì thực sự là em á không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh có hát có hay không, thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ, tiệc đó là có uống rượu uống bia vậy? Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó. Rồi, kiểu này vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ra, nhưng mà bỏ ra cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cũng tử thế vậy đó. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á là em nghĩ là
thì mình lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn, mình ngủ luôn, ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về, em mới tức, em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ dạ, nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng dạ, tới sáng luôn. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt, nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường, hết đi về tới nhà đâu, đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi. Ổng sao quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất á là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da giờ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách bạn, cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Dạ. Chị em không công dạ, đúng nữa. Đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống bê đê quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má đó, môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 hay không á. Dạ xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hơn. Dạ ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à, người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á, giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu, anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không mà. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Dạ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà, có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ ghe, mà ghe vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc là bắt đầu em bị tuột cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á,
thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè, mình phải chở đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che, dạ, phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được hai năm. Hai năm có đó. Em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt, bốc phốt. Dạ. Đây mày gặp mặt đó. Sao xem? Có thật xấu gì không xem? Thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á. Trả giá hẹn giờ cũng mà chút đi, để chút đi, từ từ đó. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Còn gì thật xấu nữa là, thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm. Là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm. Như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen, ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfriend hết đúng không? Dạ, coi như là không có giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đâu. Dạ dạ, cũng tạm tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia sáu múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát một nằm sách xả lai luôn. Ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịn cái tay vô tường cũng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra ổng được, ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái clip qua ông bên rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Cái này ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó mất. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có biết. Không có, ngủ nằm kế em mà kêu mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu ngồi dậy. Em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lảm nhảm giùm em đi. Tại vì có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì?
À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực. Với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á, thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Chứ bình thường ăn cơm cơm tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá dạ, không? Dạ 13 tháng nó chạy nhảy đúng dữ rồi. Lắm. Đâm ra cái đó là... mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm dạ, của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm. Đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi, sai mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm với người phụ nữ, là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ, từ khi lấy về á là nó bị lật kèo. Bị lật ngược thế cờ dạ, đúng dạ, không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình dạ, nghe. Và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng dạ, đúng dạ. Dạ. Rồi, xin rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. Em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau. Thì số tập? Dạ 12. Trời ơi! Rồi, phá kỷ lục. Ôi đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi dạ, đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Dạ, tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. À, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. À, quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến dạ, với Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên thì bạn đó thì không có xe thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À, em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác. Tại vì người khác đều là người lạ. Cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em rồi xóa hết những tin nhắn. À, rồi em mới vô tình là em nhìn ngang em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau thì nhắn tin trên Facebook thôi. À, thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ nó, ủa sao mà biết số điện thoại của mình. À, thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện hoặc là gọi điện thoại. Chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi. Thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, nó em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau đi ăn uống đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai. Cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay. Thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này kia nọ thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi. Thì em nói Huy, làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Không muốn quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi.
Là em nghĩ là trên đó chắc, bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa. Thì em mới là Huy ơi, cái nói nghe nè. Cái nói xong trả lời thì chồng em suy nghĩ chút, với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không có nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ, khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối. Rồi, xoắn não liền đúng không? À, thấy giống như là em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Mới đầu là ra bờ sông anh giác áo phơi, rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ, sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá, vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước, rồi em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm, vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 đâu? 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của người ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em giật cái chứng minh. Thì em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Nhưng mà mình lúng túng, mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Đúng quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là cũng chỉ có phim nhiều tập hay là phim, một, là phim nhiều tập. Chiếu rạp dạ, một tập. Bữa đó thì cũng 4 tập. Đó. Tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. Chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, rồi đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, ơi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ mới có 2 ngày dạ. Thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi, tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm rồi cưới, bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Đứa bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa, 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em mặc đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai á. Mà không biết. Không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Thế vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang.
quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu, thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ngồi xuống con nói chuyện cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói vậy cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi na. Anh ấy có tật xấu không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy vậy không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà vùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Dữ đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Và có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề. Thậm chí đồ lót, đồ trong, cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi ba tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em, là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân, rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ, có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình. Việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau. Chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi, thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn, về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi, có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi, để cho con em nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi, em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na,
Đó anh biểu coi, ví dụ vậy. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm á, mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lịch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Tại em con nít mà, trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ cô đang đi học mà. Theo chị thì chị thấy rằng á, là chồng em là quá là hoàn hảo. Chị cảm giác như vậy. À, xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay mình đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Bích Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. À, 23. 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp à? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? Cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả? Cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, năm? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. À. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. À. Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ, phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng? Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm á, mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lịch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: Ủa Tuyền, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: chú họ. Rồi, đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: Anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh. Thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, anh mới trả lời lại là: Em có sợ anh quá lão so với em hay không? Giờ ở thanh niên, đàn ông người ta thường 40 ta lấy cũng có nữa à. Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nhưng mà 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy này. Cho nên là phải lo. Phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 còn thấy bình thường hơn. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được đó, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tốt hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là
anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật, hỏi em ơi cái này sao sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình mà. Tại em không nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nói có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em ví dụ chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120ml đây. Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60 còn lại ổng bú. Đúng rồi. Còn Dũng có cái phát hiện gì? Thực ra thì khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó là cằn nhằn hả? Cằn nhằn rồi nhai tới nhai luôn. Đặc biệt có cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Từ khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt, nhậu vô làm mệt hơn rất nhiều. Cẩn thận, đập một cái rồi để ngủ khỏe đó. Bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ thiệt? Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em, hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý anh có thể chia sẻ, và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chúc tao ra là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Tôi thấy như vậy nè, ở đây á hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn, tức là một đứa nít với người lớn. Là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời, tức là anh phải sửa cái điều đó. Anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng, và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học. Đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nào? Chúc hai bạn hạnh phúc. Xin chúc.